Chào quý vị và các bạn, lại chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh của Xin Suối Cỏ Hải Dương. Thì mới nhất trong buổi chiều ngày hôm nay, ngày 13 tháng 9 năm 2018, thì bọn em lại vừa về được một mẫu xe Toyota Jay thần thánh này. Đây là một chiếc Jay với phiên bản GL xịn và nội thất thì gần như là không có đối thủ, không có chiếc xe nào có thể tìm kiếm được một chiếc xe nội thất nguyên như thế này cả, xe rất là hiếm gặp. Bản thân của chiếc xe Jay này được sản xuất năm 2005, nó gần như là chiếc xe đời cuối, nó tiếc một điều chưa lên dây súp mà thôi. Và đặc biệt trên chiếc xe này là một dòng xe vô cùng tiết kiệm nhiên liệu. Nếu mà để và nói về một cái dòng xe 7 chỗ và tiết kiệm nhiên liệu nhất trên thị trường hiện nay thì chắc Jay nó là một số 1. Chưa một chiếc xe 7 chỗ nào có thể tiết kiệm hơn đối với động cơ máy xăng. Bản thân của chiếc xe này nếu chúng ta chạy công đường trường thì nó chỉ tầm khoảng 7,5 cho đến 8 lít trên 100 km. Lấy tiết kiệm nhất như ví dụ như bọn Innova chẳng hạn, 7 chỗ, một dòng đàn anh đấy, gọi là đời sau của bọn này, nhưng mà nó gọi là, người ta gọi là đàn anh, thì mẫu xe Innova thì cũng phải tầm 9-10 lít trên 100 km, thậm chí hơn 10 lít trên 100 km. Nhưng bản thân bọn này thì chạy tiết kiệm xăng hơn rất là nhiều. Và bản thân của dòng Jay là động cơ của chiếc xe thì phải nói là lôi lồng cối đá phá không hỏng. Một dòng xe mà anh em yên tâm một điều đó chính là ta cứ đi tẹt bôi và đồ đạc cực kỳ rẻ, rất rất rẻ đối với dòng xe Jay. Tất cả mọi thứ phụ tùng trên mẫu xe Toyota Jay này thì chúng ta có thể tìm kiếm hay là chúng ta có thể mua bất cứ ở đâu, kể cả chúng ta đặt ở trên mạng mua dễ như mớ rau mà thôi. Bản thân của xe này thì bây giờ em sẽ cho quý vị và các bạn xem chi tiết của xe. Thì về phần tổng thành xe thì chắc chắn rồi, nhìn như các bác nhìn thấy trực tiếp đây, nó rất là đẹp với cái nước sơn của xe là màu xanh và viền dưới nó là màu kim tuyến bạc đó. Và dòng này thì thường thường là anh em trung tuổi anh em sẽ thích chơi cái dòng này hơn là thanh niên. Đấy, thanh niên thì gần như ít người chơi cái dòng này, như đặc biệt là các bác có tuổi tầm khoảng độ 40-50 thì các bác thích chơi dòng này. Bởi sở dĩ nếu mà anh em đã làm công chức hoặc là anh em nghĩ từ 2004, 2005, 2003, cái thời điểm đấy là cái dòng Jay này để mua được chiếc xe này nó phải lên tới tầm khoảng 700-800 triệu. Thời đó thì chúng ta có thể mua được cái dòng xe Jay này, đó rất là cao. Và đến thời điểm hiện tại và bọn em sẽ bán mức Jay này, chiếc xe Jay này chỉ có 230 triệu đồng, bao rút hồ sơ, bao vận chuyển. Đấy, nếu anh em ở ngoài Bắc thì giá chỉ có 320 triệu đồng mà thôi. Và chúng ta hãy đi nhìn về tổng thành của chiếc xe để chúng ta có thể nhìn và chúng ta soi xét một chiếc xe nó thế nào. Đây thì quý vị các bạn có thể nhìn thấy là bản thân của con này thì cái đường gân của nó rất là thẳng từ A đến Z và sơn si phải nói là rất là nuột, nhìn bóng cườm phải không ạ. Đấy, về phần nắp capo thì xe nó có hai dàn xương chính, chỉ có hai cái điểm vân để tạo cho cái phần lắp capo của xe nó có cái điểm nhấn riêng thôi đó. Và mắt đèn xe thì là nói chung là đều cả hai mắt, biển 37A37541 Jay 2005. Đăng kiểm của chiếc xe hẳn còn đến tháng 1 năm 2019. Và đây là một chiếc xe tư nhân, không chạy taxi, không chạy dịch vụ gì cả. Và nỉ, tí nữa quý vị các bạn có thể xem được là cái nỉ của nó quá là tuyệt vời luôn. Thì chúng ta sơn thì ok, chúng ta không cần phải bàn gì rồi. Cái thứ hai thì chúng ta có thể nhìn lốp. Đây là dàn lốp của xe, thì bản thân của dòng Jay này lốp của nó thì là lốp này thì vẫn còn chạy được sử dụng tầm khoảng gần đôi năm nữa thì chúng ta bắt đầu mới phải thay một dàn lốp, bởi vì dòng Jay này nó cũng không quá xác, không quá là nặng nên là lốp nắp là chúng ta đi nó không nhanh bị mòn. Nói chung là để mua một con xe Jay này mà về sử dụng thì em nghĩ là một năm cái chi phí bảo dưỡng bảo trì của nó không đến 10 triệu đồng. Nếu mà đen lắm thì chúng ta mới bị vượt cái mức như vậy, nó còn đâu gần như là chả bao giờ chúng ta phải nghĩ về vấn đề sửa chữa. Đây là dàn gầm của xe thì quý vị các bạn có thể nhìn thấy hoàn toàn được sử dụng bằng cầu sau và một quả lốp dự phòng. Đó. Và chiếc xe sử dụng nhíp, nhưng mà nhíp rất rất êm luôn. Nhíp của dòng Jay chạy cực kỳ êm, cho nên anh em yên tâm một điều là êm rất êm luôn. Đây chúng ta có thể nhìn thấy là đèn hậu đây. Và một cái đèn cầu lồi để chúng ta có thể xem đằng trước, chúng ta có thể căn khi mà chúng ta lùi. Rồi, chúng ta hãy tiếp tục đến phần nội thất ra thì chúng ta thì ngỡ ngàng thì nhìn đây là một toàn bộ hoàn toàn là nguyên bản theo xe, đó chính là bộ nỉ. Không phải những chiếc xe Jay mà ai cũng có thể giữ được cái bộ nỉ như thế này. Bởi sở dĩ nếu mà anh em mà chạy cái khu vực mà nó bụi chẳng hạn, chúng ta mở kính ra thôi thì chỉ một thời gian sau là nỉ nó sẽ đen xì lại ngay, không được như thế này. Mà phải nói đây là một chủ xe mà cũng rất là ít mở cửa cho nên là nó mới được giữ cái nỉ
nó sáng, nó sạch sẽ như thế này. Và nó đẹp chứ. Một cái xe mà đời dây mà giữ được cái bộ nỉ này em nói là rất là hiếm, rất rất hiếm luôn đấy. Và cái bộ nỉ này hoàn toàn không phải là bọc lại da xong bắt đầu là bóc da ra đâu nhá. Bởi vì bản thân nếu bọc lại da ra thì cái nỉ nó cũng không giữ được cái màu như này, mà nó sẽ có những cái khuy. Ở mép này nó sẽ có những cái khuy của cái đinh nó han ra, lâu năm nó han ra. Đấy, mà con này nó không, con này nó là nguyên bản luôn và chỉ ngồi và ngồi thôi chứ không có bọc lại da gì cả. Đây, anh chị và các bạn có thể nhìn thấy bộ nỉ bên trong mà cũng sắp mùa đông rồi. Ngồi rất ấm và nỉ rất là thơm tho luôn. Ở trong xe lúc nào cũng có một cái hương vị của mùi quế quế một chút. Đó. Nó rất là thơm, nó bám vào nỉ. Nói chung là khi mà chúng ta sạc stress, chúng ta ngồi lên xe thôi, nó cảm thấy cũng rất là dễ chịu với cái bộ nội thất mà hắn sử dụng bằng nỉ mà xe nó thơm tho, sạch sẽ như thế này. Nói chung là thoải mái vô tư. Còn đây hàng ghế sau thì anh chị các bạn có thể nhìn lên đây. Hàng ghế sau toàn bộ là bằng nỉ. Phải thực sự nói một điều là rất là hiếm, hiếm, cực kỳ hiếm luôn những con xe mà giữ được nỉ như thế này. Chân, nó vẫn sử dụng ở chân nỉ. Và đây là cái bộ dàn điều hòa sau của đối với phiên bản GR. Đấy, chúng ta nhìn cái đồ nhựa của nó rất là tươi. Còn đây là vô lăng đây cơ. Vô lăng xe và bản tắp nô của xe. Nói chung là một con xe mà gần như là không có gì để hỏng cả. Chúng ta yên tâm. Đây là bộ lót ở ghế sau cùng. Đây là cái yếm ngựa. Đây là cái yếm ngựa. Đấy. Chúng ta có thể nhìn cái phần nhựa của xe đây. Rồi tí nữa chúng ta sẽ đi đến về phần tất cả những cái tắp ni của xe. Đây là hàng ghế sau. Thì anh chị và các bạn có thể nhìn thấy được. Đây là hàng ghế sau cùng và rất là cao. Ngồi rất là thoải mái luôn, rộng rãi. Và vẫn có một cái khoảng trống để chúng ta có thể để đồ luôn. Đây là những cái rằng xương của xe. Và những cái đồ nhựa xe. Anh chị và các bạn có thể nhìn thấy. Đó. Chốt cửa. Đó. Phải nói sơn si của xe vẫn còn khá đẹp. Nhưng chắc chắn một điều là sơn zin chắc đời này cũng khó có thể giữ được sơn zin. Đây, chúng ta có thể nhìn thấy được đồ nhựa ở tắp ni của xe. Rất là sạch sẽ. Cửa giá đóng rất là nhẹ nhàng thôi. Chúng ta hãy xem cái phần cánh cửa của xe. Thì tất cả mọi thông tin thì quý vị và các bạn hãy cứ liên hệ em theo số điện thoại 0966668121. Và em nhận mua tất cả các xe và tất cả các tỉnh trên toàn khu vực miền Bắc và miền Nam, miền Trung. Ở đâu mà em cũng có thể có người đến tận nơi để có thể xem xe và có thể chốt cho anh chị và các bạn tại nhà. Và em chỉ việc là chuyển khoản qua số tài khoản của anh chị và các bạn thôi. Nhựa xe nhìn khá là tươi. Nói chung là một chiếc xe đời 2005 cho đến giờ thì chúng ta cũng không thể nào hy vọng được nó nhiều về vấn đề là xe nó quá đẹp hay là. Ban tổ chức đây, ông này chắc là làm bên công chức thì huyện ủy, ban nhân dân huyện Yên Thành, chắc là mấy ban tổ chức hay là nói chung là người trong công chức thì mới giữ được cái nội thất như thế này thôi. Còn đâu là em nghĩ nếu mà anh em làm cày cuốc, làm những công việc mà hay phải đi xa bụi bặm thì giữ được cái bộ nỉ như thế này em nghĩ là khoai rất là khó để có thể
làm được điều đó. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến phần máy của xe và sẽ nổ máy lên cho anh chị và các bạn có thể nghe được cái tiếng máy của động cơ. Thì dây thì đây là điều hòa rất mát, rất là nhanh luôn, bật lên cái là mát luôn. Và âm thanh thì chắc có lẽ là vẫn còn hoạt động được tốt. Chúng ta hãy nhìn những cái này. Sáng phết. Vô năng đẹp và trợ lái của xe dây thì rất là nhẹ. Anh em yên tâm một điều là dây trợ lái rất là nhẹ luôn. Hiện tại là không có đĩa. Thôi chúng ta bỏ qua cái phần âm thanh đi, chắc chắn nó sẽ còn rồi. Chúng ta sẽ lật nắp capo đây. Gương kính thì hoàn toàn là chỉnh điện. Đấy, vẫn còn sử dụng này. Chúng ta hãy dịch sang bên kia này. Đó, vẫn còn sử dụng rất là luôn nè. Đó. Rồi chúng ta hãy đi đến phần máy. Đây là đèn, hệ thống bật đèn đó mà. Máy nổ êm xịt gần như là nghe cái tiếng cực kỳ nhỏ thôi. Máy nổ rất là êm. Máy của dây thì chúng ta miễn bàn đi. Đây là động cơ của chiếc Toyota dây thì chúng ta có thể nhìn thấy được là máy thì rất là khô rồi. Đấy. Những con ốc của nó, những cái đường ống của nó còn rất là xanh xao. Và bản thân của dây thì nó là một dòng xe gầm cao máy thoáng, cho nên là anh chị các bạn là nhìn máy rất là nhanh bẩn, vì sở dĩ là nhìn phát lên dưới gầm luôn là đi nghiến qua những vũng nước nó sẽ bắn lên. Đấy, nó sẽ bắn lên và nó sẽ làm cho xe phong máy nó rất là nhanh bẩn như thế này, nhưng mà thực ra máy nó rất là chất và bền. Nổ thì êm xịt luôn. Chúng ta hãy nhìn những đường ống của nó. Nhìn những cái thiết kế của dòng dây này thì gần như là không có cái gì để có thể hỏng được. Thật sự một điều như vậy, hoàn toàn là không có hơi thừa. Hoàn toàn là không có hơi thừa gì luôn. Và quạt gió thì làm việc trực tiếp với động cơ luôn, cho nên là cái nhiệt độ làm mát của động cơ này nó rất là nhanh, mà nó không tạo cho ông ta có một lần nào, bất cứ lần nào để thổi gió cả. Đạp ga càng to quạt càng quay nhanh và nó sẽ làm mát rất là nhanh, vì máy nó rất là thoáng, động cơ chúng ta thì nhìn thấy rất là thoáng luôn. Đây là số khung của xe. Và bản thân của xe này thì chúng ta có thể nhìn thấy là con này trước có một chút va chạm nhưng cũng không đáng kể. Bị phần này một tí. Chỗ mé này là bị một tí. Bị con này là bị va theo kiểu đúng như này. Gọi là va quệt nhẹ thôi vào phần này. Chúng ta có thể nhìn thấy phần tai có hiện tượng. Còn đâu bên này thì ngon, bên này thì ok luôn. Và turbo của xe này, nói chung là mức giá là 230 triệu. Mà một dòng dây 2005 thì em nghĩ là đây là một chiếc xe nó cũng có lỗi một chút rồi. Thì anh chị và các bạn hãy xem cái mức giá nó rất là hợp lý. Và nội thất nó lại kéo lại được nội thất của xe nó rất là đẹp. Và cái động cơ của xe nó tốt. Đấy, cho nên là anh chị và các bạn cũng có thể chốt được em này. Và hãy liên hệ em theo số điện thoại 0966 668 121. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video lần sau. Xin trân trọng cảm ơn.